tư chứng khoán, một loạt đại gia dính lỗ nặng. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều doanh nghiệp trích ra một cái khoản để đầu tư chứng khoán, và không chỉ cá nhân thua lỗ mà cũng rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ, và rất nhiều con quỹ ngoại cũng bị thua lỗ. Và tiếp đà tăng từ hôm qua, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh và đà tăng lại được nới rộng từ cuối phiên sáng với lực kéo mạnh từ nhóm vốn hóa lớn, thị trường rung lắc mạnh trong phiên. Mặc dù chỉ số chính ghi nhận tăng điểm nhưng thị trường vẫn trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là ngày 21 tháng 7 thì chỉ số VN-Index tăng 4 điểm, tức là tăng 0,36%, vẫn ở dưới mức 1.200 điểm. Nhóm VN30 tăng khá tốt vào trong phiên và thể hiện vai trò trụ đỡ trong thị trường. Cổ phiếu MWG vươn lên dẫn dắt thị trường với mức đóng góp hơn 1,1 điểm, và tiếp theo là MSN, SAB, CTG và cổ phiếu Gas. Sau một loạt cải thiện hôm qua thì thanh khoản thị trường lại đi xuống và giá trị giao dịch đạt là 14,1 nghìn tỷ đồng. VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất nên khi đẩy chỉ số VN-Index xuống 0,85 điểm. Mặc dù phục hồi hai viên gần đây nhưng xu hướng chung của thị trường vẫn đang giảm, nhiều nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nề. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của thị trường trong thời gian vừa qua cũng kéo theo sự sụt giảm trong khối tài sản đầu tư của rất nhiều các doanh nghiệp. Ví dụ như là công ty cổ phần Hóa An, mã là DHA, vừa có báo cáo giải trình kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý 1 năm 2022. Một lý do quan trọng dẫn đến sự thua lỗ là do trích lập dự phòng cổ phiếu HPG. Và theo giải trình của doanh nghiệp này, số trích lập dự phòng của cổ phiếu HPG lên đến 20,17 tỷ đồng, cao hơn giá trị lợi nhuận sau thuế tụt giảm của doanh nghiệp này. Trên thực tế, cổ phiếu Hợp Phát đã giảm 42% kể từ đầu tháng 3 đến nay. Canh bạc đầu tư 2,5 triệu cổ phiếu HPG đã lấy đi hết lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi, khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng của doanh nghiệp này. Trước đó, doanh nghiệp cảng biển MHC đã báo lỗ 35 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 do kinh doanh chứng khoán. Khi đó, HMC sở hữu 97 tỷ cổ phiếu 90 tỷ đồng cổ phiếu ICD và đã trích lập dự phòng là 28,8 tỷ đồng với cổ phiếu này. Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thua lỗ đầu tư vào thủy sản Hùng Vương khi mà ái nữ, tức là con gái của ông, đã đầu tư vào cổ phiếu Zeoan và nhóm cổ đông đất xanh mã DXG và thua lỗ vì LDG. Không chỉ các nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ, nhiều quỹ ngoại cũng không tránh khỏi thua lỗ trong 6 tháng đầu năm, và giá trị tài sản đã bốc hơi trên 20%, giống như là tình trạng chung của thị trường. Ok, thì đây là một tình trạng thua lỗ chung, và tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.